Hôm nay trước ban thờ, anh đoan nguyện trọn đời bên em. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên em, để yêu thương, để kính trọng em mỗi ngày trong đời anh. Hôm nay trước ban thờ, em đoan nguyện trọn đời bên anh. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bình hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên anh, để yêu thương, để kính trọng anh mỗi ngày trong đời em. Từng giây phút có nhau trong đời, niềm vui phơi phới, phong ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới. Niềm hạnh phúc chân an mãi không hề vơ. Chiếc nhẫn này giờ nên nhân chứng, ân tình này dâng hết cho em, con đường này vui bước cùng em. Dẫu thế giới xoay vần chuyển chuyển, hứa yêu em không chút đổi thay, tháng ngày trong đời anh. Phơi phới phúc ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân ân mãi không hề vơi, niềm hạnh phúc chân Oh.
nguyện Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em rất thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh Giuse Chu Văn Phố và chị Maria Vũ Thị Hằng, trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta hãy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện được tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với hội thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Giờ đây chúng ta cùng nhau tôn vinh Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa. Là chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và thương đoái tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là anh Giuse Chu Văn Phố và chị Maria Vũ Thị Hằng, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được nên bền vững trong tình thương yêu nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sáng thế: Chúa là Thiên Chúa phán, con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Vậy Chúa là Thiên Chúa lấy bùn đất tạo ra mọi thú vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đoạn dẫn chúng đến cùng Adam để xem ông gọi chúng là gì, Adam gọi sinh vật là thế nào, thì nó là tên nó. Adam đã đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và thú vật ngoài đồng, nhưng Adam không tìm một trợ tá tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Adam ngủ mê. Khi ông đang ngủ,
Chúa lấy một xương sườn của ông rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa ấy từ Adam, Ngài làm ra người đàn bà, đoạn dẫn nàng đến cùng Adam. Adam nói, người là đàn bà, nàng là xương lấy từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì được lấy ra từ đàn ông. Vì lẽ đó, người nam lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình, và hai người sẽ thành một thân xác. Đó là lời Chúa. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và nộp mình vì chúng ta. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh và nộp mình vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh khi người dùng nước và lời mà thanh tẩy hội thánh, để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không tỳ ố, không vết nhăn hay mắc điều gì khác tương tự, nhưng để hội thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền.
Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô đã nuôi dưỡng và chăm sóc Hội Thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân thể người. Bởi thế, người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu nói rằng, lúc khởi đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên con người, con nam, con nữ. Bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ để gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế, họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Hôm qua, giáo phận chúng ta cử hành lễ tôn kính các vị tử đạo Việt Nam một cách trọng thể tại sở kiện. Tôi thì nghèo không có xe, cho nên tôi ra đầu cầu và tóm được xe của cha xứ Bái Xuyên cũng như của hai cha phó Bái Xuyên, thế là đi nhờ. Đi được một đoạn thì nhìn sang bên phải đường, thì thưa anh chị em thấy đám cưới. Thì các cha bảo, bên cha cố hôm nay có đám cưới, bảo, Thế là ra đến vực vòng, bởi vì chúng tôi bàn tính kế là bây giờ mà đi lên cao tốc mất 17.000. Thôi thì đành đi đường gom để đi qua nhà thi đấu để mà tới sở kiện tiết kiệm được 17.000. Thưa anh chị em, không hiểu hôm qua ngày gì mà lắm đám cưới thế. Đi ngồi trong xe đi được một đoàn, đi... Có một đang đi thì chúng tôi nghe thấy có lời hát rằng là khi thế gian đang ngủ say, sao anh không đến bên em ấy, đã để nó như vậy. Thế là có một cha phó tôi không quên, không biết tên, nói rằng là cha cố xem, tình yêu nó khát khao như vậy cơ mà. Xong đi được một đoạn nữa, nghe một giọng hát chắc là của Quang Linh, nói rằng là yêu nhau ném đá, vỡ đầu nhau ra. Thì cũng một cha phó, ơi, cô ơi, thấy chưa, tình yêu sao nó nhiệt thành đến thế. Đi sau khi đi gần hết thành phố Phủ Lý, thì lại nghe một bài tiếng hát rằng là anh, em muốn yêu anh tạm thời. Các cha bảo giữa, tại sao thế nhỉ? Hay là chúng tôi nghe nhầm, hay là vì ngồi trong xe nghe không rõ. Cho nên là giữa anh chị em, cái định nghĩa về tình yêu, về cuộc sống hôn nhân gia đình, nó như thế nào ấy?
khao khát đến bên nhau, mà rồi yêu nhau đến mức độ là ném đá vỡ đầu nhau ra, và đúng giọng Quang Linh của Huế. Và rồi, thưa anh chị em, sau đó lại bày tỏ cái tâm tình là em muốn yêu anh tạm thời. Đi một đoạn nữa lại có đến rằng là nghe một câu rằng hình như là tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề luyến tiếc. Thưa anh chị em, khát khao mong mỏi và những cái bài hát, những cái tâm tình mà có thể chúng ta nghe được như vậy, có lẽ là chỉ là cái nhìn của con người trần thế về tình yêu, về hôn nhân gia đình. Thưa, trong cái nhìn trần thế ấy, đôi khi ví dụ như là tiêu chí của những cô con gái mà đầu tiên ngắm những anh mà đến cưa để tán tỉnh mình, trước đây chừng độ 3-40 năm trước thì đẹp trai hay nói một lần khói xe Honda. Nhưng mà bây giờ thì nếu mà ở nông thôn chúng ta thì làm sao để mà anh tán tỉnh mình, thì thôi thì có cha mẹ già sắp về cõi tiên với cả nhà con một, ít ra nhà cửa cấp 4 đàng hoàng, thế thôi. Thưa anh chị em, hay đúng hơn là họ chỉ nhìn về vật chất, họ không biết rằng là đối với chúng ta những người tín hữu Kitô, cái tình yêu hôn nhân gia đình đó là ở trong chương trình của Thiên Chúa. Bài đọc một mà chúng ta nghe đọc trong thánh lễ hôm nay thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là con người chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và rồi Thiên Chúa đã tạo dựng, sau khi tạo dựng nên người nam thì Thiên Chúa đã tạo dựng nên người nữ làm bạn trợ lực bất khả phân ly. Cho nên thưa anh chị em, đó là cái tiêu chí để chúng ta, những người con cái của Thiên Chúa, thường thường một cái tiêu chí tốt nhất đó là chúng ta chọn sao con cái của chúng ta có thể kết hôn với những người cùng niềm tin. Điều này thưa anh chị em, cứ tầm cỡ, ít ra là tầm cỡ bố ông Tuấn ở Đồng Lạc trở lên ấy, ngày xưa đi lễ thì không chịu chăm chú vào lễ, chỉ nhăm nhe gửi xe ở nhà hàng xóm, và rồi xem rằng là ở xóm lạ bên cạnh, để là mà xem rằng là, nhất là nhà ông Trùm, xem rằng là nhà ông ta có con gái lớn không, nếu có thì nhăm nhe để mà tâm tia để mà cưới cho con trai mình. Bằng chứng cụ thể, ông Đình ở Bìm, ông đi lễ ở Tràm Thượng, ông Đình, cụ Đình cũng chết lâu rồi, và rồi ông tâm tia con gái nhà người ta cho anh chàng Cửu, con trai của mình, tức là em Khoa đấy. Nói có sách mách có chứng, mà giả vờ vào nhà người ta để gửi xe uống nước mưa, cũng chỉ mỗi cái việc ấy thôi. Thưa anh chị em, nếu chúng ta xác tín đời sống hôn nhân gia đình dựa trên tiêu chí là những người con cái Chúa, thì có lẽ hạnh phúc có thể bảo đảm hơn. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả những đôi nam nữ kết hôn với nhau là người Công giáo hạnh phúc bảo đảm, bởi vì không thiếu những cảnh có lúc lúc là bố mày mẹ tao, hoặc là có những lúc mà thôi thì mỗi người chia nhau cái tiền lệ phí ra tòa lần để mà hình như là 300, mỗi người 150 cho công bằng. Nhưng mà ít ra thì thưa anh chị em, cái hôn phối đó cũng còn có chút hy vọng giữa một xã hội mà cuộc sống con người ngày nay đang trải qua. Thưa anh chị em, đó là như vậy. Nếu chúng ta chọn được những người có cùng niềm tin thì ít ra là cũng có thể nói rằng là an tâm được một phần nào. Anh em linh mục chúng tôi vẫn thường nói đấy, nói nhỏ thôi, không có trẻ con nhà mình nó nghe thấy mất. Anh em chúng tôi cũng nói rằng trẻ con nhà mình nhiều khi các cha các càm ràm, hoặc là các bà, các anh chị nam nữ, các chị nữ tu càm ràm các cháu hư, nhưng mà suy cho cùng chúng nó còn ngoan vặn hơn cái về bên kia kìa. Bởi vì ít ra nhá, sáng chủ nhật hàng tuần bé ra cũng mất độ hơn 2 tiếng để ngồi thiền, để mà
nghe cha xứ gọt đầu hoặc là nghe các sư gọt đầu. Nó được giáo dục từ bé mà. Ngoan ngoãn, đứng nhiều khi ở ngoài kia nó gì có. Tuy anh chị em, cái gì nó cũng phải có nền tảng. Nhưng tất nhiên, nếu chúng ta đặt cái việc đời sống, không nói gì riêng đời sống hôn nhân, nhưng mà nếu đặt chúng ta, cái đời sống của chúng ta trong cái niềm tin vào Chúa, thì chắc chắn cũng sẽ được vượt qua. Tất nhiên, thưa anh chị em, trong cuộc sống, để có thể vượt qua được như vậy, thì điều quan trọng là chúng ta phải xác định chúng ta cho dù ở cương vị nào, ở bậc sống nào, là chúng ta đi vào chương trình của Thiên Chúa. Đi vào của chương trình của Thiên Chúa thì thưa anh chị em, không phải là một cách đơn giản dễ dàng. Nếu chúng ta đọc sách Sáng Thế, chúng ta thấy gì? Khi Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài muôn vật thì Thiên Chúa nói hãy có. Thì sách Sáng Thế nói rằng là lập tức, chẳng hạn Chúa hãy có trái đất thì lập tức có trái đất, hãy có biển, lập tức có biển. Nhưng mà có một điều quan trọng đôi khi chúng ta không để ý. Hình như Thiên Chúa phải nhọc nhằn, phải vất vả, phải suy tư khi tạo dựng con người. Cho nên sách Sáng Thế nói với chúng ta rằng là Thiên Chúa phán chúng ta, đây là ba ngôi Thiên Chúa, hãy tạo dựng con người giống hình ảnh chúng ta, giống như Thiên Chúa. Tất nhiên thưa anh chị em, ba ngôi Thiên Chúa thì chúng ta vẫn đọc trong bổn là hiệp nhất, một lòng, một ý, cái nọ kia, tất cả duy nhất như một. Nhưng mà Thiên Chúa có sự tính toán, có sự phân định, có sự bàn bạc. Tức là thưa anh chị em, cũng có gian nan vất vả đấy chứ. Mới tạo dựng nên con người. Và con người chúng ta thưa anh chị em, nếu suy cho cùng thì mọi thứ khi chúng ta sinh ra, cho dù ở gia đình giàu nghèo như thế nào không biết, mọi sự đã cho chúng dành sẵn cho chúng ta. Không khí, dòng sữa mẹ, cũng như tình thương của ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu. Nếu chúng ta xác tín rằng mình đi vào trong chương trình của Thiên Chúa, đôi khi dẫu có những khó khăn vất vả, thì thưa anh chị em, chúng ta cũng có thể sẵn lòng vượt qua được. Nhưng mà khi đi vào chương trình của Thiên Chúa, chúng ta đừng lầm tưởng rằng, hoặc là đừng có suy nghĩ sai lệch rằng mọi sự thì sẽ như hoa và chúng ta cứ an nhàn tiến bước. Có một câu chuyện mà đôi khi chúng ta cũng đã nghe, nhất là trong các dịp đám cưới, đôi khi nghe xong chúng ta bảo khổ lắm, biết rồi, nói mãi. Đó là câu chuyện mà có một gia đình kia sinh được người con trai. Tất nhiên chẳng may khi cháu sinh ra thì đã bị mù từ bé. Bao nhiêu tình âu yếm chăm sóc của ông bà, cha mẹ, bà con lối xóm đều dành cho đứa bé đó. Mà đứa bé đó, nó cảm thấy rất hạnh phúc khi sống bên cái tình thương của ông bà, cha mẹ. Nhưng một ngày kia thì nó bỏ cơm nó không ăn. Ai hỏi thì nó buồn bã chẳng nói gì. Hỏi gặng mãi thì nó bảo là ông bà cha mẹ cả nhà không ai thương con. Thế người, mọi người bảo thế sao con nói như vậy? Bảo thế này, thân con mù loà như thế này mà chẳng thương con. Thế này, anh trèo nhà một tí rồi, anh vừa lấy vợ 3 ngày, thế con thấy rằng là mẹ anh ấy nói rằng là sướng cho con, đã sáng mắt ra chưa con? Anh lấy được vợ 3 ngày mà anh sáng mắt ra. Mà con này mù loà, bố con xin bố không thương con, không muốn con sáng mắt, để không muốn cho con lấy vợ để con sáng mắt ra. Thưa anh chị em, không hiểu câu chuyện đó như thế nào không biết. Nhưng mà có lẽ câu chuyện đó cũng muốn nói với chúng ta rằng khi chúng ta bước vào một bậc sống nào cũng vậy, có đắp chăn với chăn có giận, chúng ta phải chấp nhận, đối diện với cái thực tế nơi cuộc sống của con người nói chung,
và cuộc sống của người tín hữu Kitô nói riêng. Thưa anh chị em, ngay cả anh em linh mục chúng tôi cũng vậy thôi. Có những cha nói rằng là xứ này, xứ kia. Nhưng mà nếu mà suốt ngày mà cứ suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu về cái vấn đề hơn, thấp, thua, kém, thì cái người đau khổ và cái người không hạnh phúc là chính bản thân linh mục đó. Cứ vui đi mà sống. Nếu chẳng hạn ví dụ thôi, nếu ở bên kia sông mà người ta có thể nói rằng là ăn cả con bò thì may ra có khi ở bên này sông mình chỉ ngửi mỡ bò chảy qua sông lương là tốt rồi. Thưa anh chị em, mà chúng ta cảm nhận được cái, tìm nhận được cái niềm vui hạnh phúc trong cái bậc sống của mình, ở trong hoàn cảnh của mình, thì khi đó thưa anh chị em, mọi sự cho dù ba chìm bảy nổi đến đâu đi nữa, nhưng chúng ta cứ an tâm bởi vì Chúa luôn ở với chúng ta. Các con thân mến, các con đến cùng nhau đến nhà thờ để muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thức tá viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng đích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm những đích khác của hôn nhân như chính người đã dùng đích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Giuse Chu Văn Phố và chị Maria Vũ Thị Hằng, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không ạ. Thưa không ạ. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có ạ. Thưa có ạ. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có ạ. Thưa có ạ. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có ạ. Thưa có ạ. Vậy, bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Giuse Chu Văn Phố xin nhận em Maria Vũ Thị Hằng làm vợ của anh và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Vũ Thị Hằng xin nhận anh Chu Văn Phố làm chồng của em và hứa giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, chuẩn y sự ưng thuận của các con vừa bày tỏ trước mặt hội thánh và xin tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly, nào ta chỗ tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em Maria Vũ Thị Hằng xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Chu Văn Phố xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thưa anh chị em, giờ đây anh Giuse Chu Văn Phố và chị Maria Vũ Thị Hằng chính thức là vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và giáo hội. Chúng ta hãy bày tỏ tâm tình tri ân Chúa cũng như chúc mừng cho anh chị bằng một tràng pháo tay.
Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương, kiện toàn và thánh hóa mối tình của anh chị em chúng ta đây là anh Giuse Chu Văn Phố và chị Maria Vũ Thị Hằng. Chúng ta hãy ký thác đôi tân hôn này cho Chúa. Chúa Kitô đã yêu thương hội thánh và người đã hiến mình vì hội thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hội thánh luôn trung thành với sứ mệnh người trao và tiếp nối sứ vụ giao giảng tin mừng bằng mọi cách thế và hoàn cảnh của thời đại. Chúng con cầu xin Chúa. Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chúc lành cho tình yêu mà anh chị tự nguyện cam kết với nhau hôm nay được mãi mãi bền độ bằng sự hy sinh, cảm thông và đồng trách nhiệm xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa biến động của xã hội, phát triển khoa học, công nghệ cũng hệ lụy đến đời sống các gia đình trên thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người ý thức sử dụng đúng mục đích và cho những người quản lý thị trường có trách nhiệm để đem lại lợi ích cho người dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho các cha mẹ và mọi người thân thuộc, người còn sống cũng như kẻ đã qua đời. Xin Chúa cũng đồng hành với những gia đình đang phải phân ly, cho họ biết cảm thông với nhau và cùng nhau bước tiếp trong yêu thương và hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu và ban thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết, không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Oh,
Anh chị em hãy cầu nguyện hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Đức Kitô, Chúa đã ký kết giao ước mới với dân Chúa, để dân mà Chúa cứu chuộc nhờ mầu nhiệm chết và sống lại của Người sẽ được chung phần thần tính với Người và đồng thừa tự vinh quang của Người trên trời. Qua hôn nhân của người nam và người nữ, Chúa cho thấy Đức Kitô vì lòng từ ái vô biên đang quảng đại ban ơn sủng, để điều mà Brick đang thực hiện sẽ nhắc nhở chúng con chương trình kỳ diệu của tình yêu Chúa. Vì thế, cùng với thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Oh, no.
Lạy Cha rất nhân từ, nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha Chúa chúng con, chúng con khẩn khoản nài xin Cha thương nhận và ban phúc cho những của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này. Chúng con dâng lên Cha để cầu cái riêng cho hội thánh của Cha. Xin Cha thương ban bình an, giữ gìn hợp nhất và cai quản hội thánh công giáo khắp hoàn cầu. Đồng thời cũng cầu cho tôi tớ của Cha là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và mọi đấng trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền. Lạy Chúa, xin nhớ đến những tôi tớ của Chúa là anh Giuse Chu Văn Phố và chị Maria Vũ Thị Hằng, cũng như gia quyến thân bằng quyến thuộc của họ và mọi người đang sum họp nơi đây, mà Chúa biết rõ lòng tin kính và sùng mộ. Chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này, cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc, hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khỏe như lòng mong ước. Như vậy họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thật, hằng hữu và hằng sống, hiệp thông cùng hội thánh. Chúng con kính nhớ trước hết Đức Maria vinh hiển trọn đời đồng trinh, mẹ của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, sau là Thánh Giuse, bạn trăm năm đức trinh nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo, Thánh Phêrô và Phaolô, Andrê cùng toàn thể các thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự. Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con là tôi tớ Chúa và của toàn thể gia đình Chúa. Xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa chọn. Lạy Chúa, xin thương ban phúc chấp nhận chuẩn y, làm cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, hầu trở nên cho chúng con, mình và máu con chi ái của Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chịu khổ hình, người cầm bánh trong tay thánh thiện khả kính, ngước mắt lên trời hướng về Chúa là Cha toàn năng của người, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm chén quý trọng này trong tay thánh thiện khả kính cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa và toàn thể dân thánh Chúa, khi nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên trước tôn nhan uy linh Chúa: lễ vật thanh khiết, lễ vật thánh thiện, lễ vật tinh tuyền, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ muôn đời.
Xin cho ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ vật này và thương nhận như đã nhận lễ vật A-ben tôi chung của Chúa. Hy lễ của Abraham tổ phụ chúng con, hy lễ thánh thiện và lễ vật tinh tuyển của Melchisede thượng tế của Chúa. Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang, thiết tôn ngang uy linh Chúa. Để hết thảy khi tham dự bàn tiệc này là giết mình và máu cực thánh con Chúa, chúng con được tràn đầy ân phúc bởi trời. Lạy Chúa, xin nhớ cũng nhớ đến những tôi tớ Chúa là ông bà, cha mẹ, ân nhân, thân nhân nghĩa thiết của đôi tân hôn này đã được ghi dấu đức tin, đã ra đi trước chúng con và đang nghỉ giấc bình an. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, được vào nơi hạnh phúc sáng láng và bình an. Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa, được thông vào Đức Cộng đoàn các thánh tông đồ và các thánh tử đạo, Thánh Gioan, Tê-phano, Ma-thi-a, Bác-na-ba và toàn thể các thánh. Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp chúng con, nhưng rộng lòng tha thứ mà cho chúng con được đồng phận với các Ngài. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, lạy Chúa nhờ Người, Chúa hằng sáng tạo, thánh hóa, ban sinh lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nghĩa ân rằng đãi khẩn cầu Chúa cho đôi tân hôn vừa bước vào đời hôn nhân gia đình và đang tiến tới bàn thờ Chúa để tham dự tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô luôn được kết hợp trong tình yêu thương nhau. Lạy Cha chí thánh, Cha đã tạo dựng con người giống hình ảnh Cha, cho họ có nam có nữ, để người nam và người nữ khi đã được liên kết hợp nhất với nhau cả thể xác lẫn tâm hồn thì biết chu toàn trách nhiệm của mình nơi trần gian. Lạy Chúa, để mặc khải chương trình tình yêu thương của Chúa, Chúa đã muốn dùng tình yêu giữa vợ chồng mà diễn tả giao ước Chúa đã đoái thương ký kết với dân Chúa, để khi ý nghĩa của bí tích hôn phối thực hiện đầy đủ thì mầu nhiệm kết hôn giữa Chúa Kitô và Hội Thánh được tỏ bày trong đời sống hôn nhân của các tín hữu. Chúng con nài xin Chúa đoái thương giơ tay trên các tôi tớ Chúa đây là anh Giuse, Chu Văn Phố và chị Maria Vũ Thị Hằng, và tuôn đổ xuống tâm hồn họ sức mạnh của Thánh Thần. Lạy Chúa, xin cho họ biết trao đổi cho nhau những ân ban của tình yêu Chúa trong khi họ cùng nhau sống chung bí tích vừa cử hành,
và bày tỏ cho nhau dấu chỉ sự hiện diện của Chúa mà họ trở nên ý hợp tâm đầu. Lạy Chúa, xin cũng cho họ biết làm việc để nuôi sống gia đình họ gầy dựng, biết giáo dục con cái theo tinh thần phúc âm, hầu chuẩn bị cho chúng được nhận vào gia đình của Chúa trên trời. Xin Chúa đoái thương ban tràn đầy phúc lành trên nữ tỳ của Chúa đây là chị Maria Vũ Thị Hằng, để khi chu toàn nghĩa vụ làm vợ và làm mẹ, nàng biết dùng tình yêu trong sạch mà sưởi ấm gia đình, biết sống duyên dáng lịch thiệp và làm đẹp gia phong. Lạy Chúa, xin cũng dùng phúc lành bởi trời mà chăm sóc tôi tớ Chúa đây là anh Giuse Chu Văn Phố, để anh biết chu toàn cách xứng đáng nhiệm vụ người chồng trung thủy và người cha cần mẫn. Lạy Cha Chí Thánh, xin cho họ đã kết hôn trước mặt Chúa, đang ao ước tiến đến bàn tiệc của Chúa, ngày kia được hân hoan dự tiệc thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em chúc bình an. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bút tích hôn phối, biết luôn gắn bó với Chúa và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng cho đôi tân hôn này được hưởng niềm vui của Ngài và ban phúc lành cho đôi tân hôn này nơi con cái. Amen. Xin có một Thiên Chúa thương phù giúp đôi tân hôn này khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Amen. Xin Thánh Thần của Thiên Chúa hằng tuôn đổ tình yêu của Ngài vào lòng đôi tân hôn này. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bằng an. Thank you.
Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi, để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi, để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc, để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Để tình yêu được tràn đầy.